Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 20 đến câu 35. Hôm ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người giữ thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Nhưng ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó? Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em, chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Có một linh mục tại một đất nước phồn thịnh. Nhưng khi làm linh mục được 5 năm, Ngài đã xin phép bề trên để về Việt Nam phục vụ những bệnh nhân sida, nghiện ngập, những bạn trẻ cơ nhỡ và trẻ em mồ côi. Khi quyết định của Ngài được thông báo cho gia đình, bà cố đã không chấp nhận và cho rằng con mình có vấn đề. Hôm nay, tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu tất bật lo lắng cho dân chúng, đến nỗi không có thời giờ để nghỉ ngơi và ăn uống. Những việc như giảng dạy, chữa bệnh, xua trừ ma quỷ, Ngài làm mọi việc không xuể, nên đã gọi và chọn các môn đệ để hỗ trợ Ngài trong sứ vụ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình vì sứ vụ khi chăm lo cho người nghèo, bệnh tật, ốm đau thì lại là mối lo của bà con, họ hàng của Ngài khi họ nghe tin đồn thổi Ngài bị mất trí. Vì thế, họ đã đến để tìm cách ngăn cản Ngài. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta vẫn thấy xuất hiện đây đó những hình ảnh sống động của Đức Giêsu khi những anh chị em Kitô hữu luôn sống chu toàn bổn phận và sẵn sàng đặt lợi ích của cộng đoàn, gia đình lên trên cá nhân của mình, luôn đứng về phía người nghèo khổ để nâng đỡ và phụ giúp họ, luôn coi sứ vụ là chính yếu, nhu cầu cá nhân là phụ thuộc. Nhưng lẽ ra, theo lối suy nghĩ của người đời thì họ phải được tán dương, chúc tụng mới xứng. Tuy nhiên, điều đó có lẽ có nhưng họa hiếm. Ngược lại, có khi chỉ là những lời dè môi bửu mỏ cho rằng họ bị điên, bị khùng thì mới làm những chuyện như thế. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đặt sứ vụ lên trên hết mọi chuyện. Nếu có phải bị khinh thường, chỉ trích thì chúng ta cũng biết vui chịu để danh Chúa được cả sáng và nước Chúa được trị đến. Chỉ khi nào chúng ta trở nên giống Chúa thì hình ảnh khuôn mặt của Ngài mới được lộ hiện nơi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa tha thiết, luôn biết trung thành với sứ vụ được trao,
và xin cho chúng con biết đón nhận tất cả. Miễn sao anh chị em chúng con được hạnh phúc và Chúa được loan báo. Amen. Làm chứng ta người đi, con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh sáng đời. Sức sống đời con. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bạc ai làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là lời của chân lý, là ánh sáng rọi vào trong đêm đen, luôn khắc nhớ, luôn giữ vững lời người, lời của người bền vững mãi ngàn năm. Và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bạc ai làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong. Cõi phúc trường sinh. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bạc ai làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Trao yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bạc ai làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý.